Kính thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ở Trảng Bàng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt, việc ứng dụng mô hình một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân huyện đã giúp cho địa phương giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, đúng thời gian và giảm bớt phiền hà cho tổ chức công dân. Để hiểu rõ hơn về công tác này, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Trảng Bàng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Năm 2014, chỉ số cải cách hành chính huyện Trảng Bàng đạt kết quả tốt, xếp hạng 2 trên 9 huyện thành phố. Xác định vấn đề cốt lõi của cải cách hành chính là nâng cao trách nhiệm công vụ, Trảng Bàng đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông và đạt được những kết quả bước đầu. Qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi giao dịch hành chính, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính từ năm 2007, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban Nhân dân huyện được thành lập và đi vào hoạt động. Theo đó đã giải quyết công việc thuộc 3 lĩnh vực, gồm tư pháp hộ tịch, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, chuyển đổi, chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng. Đến tháng 8 năm 2014, bộ phận một cửa tại Ủy ban Nhân dân huyện được bổ sung thêm 2 lĩnh vực là lao động thương binh xã hội và tài nguyên môi trường. Đến nay, huyện đã triển khai 5 lĩnh vực tại trung tâm một cửa. Ông Trần Minh Tâm, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, trưởng bộ phận một cửa huyện Trảng Bàng cho biết, trước đây người dân khi cần làm các thủ tục hành chính phải qua rất nhiều phòng, ban, bộ phận để giải quyết, mất rất nhiều thời gian và phiền toái. Nay tất cả các bộ phận đều đã được tập trung về một đầu mối, nên tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức và công dân. Điểm nổi bật trong năm 2014 tại bộ phận một cửa của huyện, thứ nhất là đã kiểm soát được số lượng hồ sơ tiếp nhận giải quyết cũng như còn tồn tại, qua đó để nhắc nhở các ngành để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ. Cũng trong năm 2014, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa của huyện trên 1.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 96%. Thứ hai, đã đưa lĩnh vực đất đai từ phòng tài nguyên môi trường, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về bộ phận một cửa của huyện, nâng số lượng lĩnh vực hồ sơ giải quyết tại bộ phận một cửa là 4 lĩnh vực gồm đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tư pháp hộ tịch và đất đai. Thứ ba, kịp thời kiện toàn lại nhân sự bộ phận một cửa của huyện, đảm bảo được thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, cũng như đã hợp đồng được một cử nhân công nghệ thông tin để tham mưu lĩnh vực khai thác các phần mềm tại bộ phận một cửa điện tử của huyện. Thứ tư, số lượng người dân đến Ủy ban Nhân huyện để khiếu nại thắc mắc liên quan đến việc chậm giải quyết hồ sơ của các ngành giảm đáng kể so trước đây. Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, tiến hành rà soát đánh giá các văn bản mới được ban hành, thực hiện nghiêm túc các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã xây dựng và ban hành quy chế, quy định, quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp trong việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Đặc biệt, để triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 đạt hiệu quả, huyện đã nâng cấp sửa chữa và đưa vào sử dụng nhà làm việc của bộ phận một cửa với tổng diện tích 92m², được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như máy tính, máy photocopy, tủ đựng hồ sơ. Ủy ban Nhân dân huyện cũng chọn lựa bố trí những cán bộ công chức có trình độ chuyên môn, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt làm việc tại bộ phận này. Việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của huyện đã và đang tạo bước chuyển biến quan trọng trong đổi mới lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức.
nhiều người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa đều có chung nhận xét. Đã có sự thay đổi đáng kể trong phương thức điều hành và giải quyết công việc của cán bộ lãnh đạo, cũng như của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Anh tới đây làm giấy đăng ký kết hôn, làm giấy xác nhận độc thân. Em vào đây em thấy mấy chị ở đây làm việc vui vẻ, làm nhanh lắm, giấy tờ làm nhanh lắm. Em thích lắm, em không biết nhiều người có thích hay không, em vào đây em thích lắm. Chị thường làm giấy tờ ở đây không? Em thường ở đây làm hồ sơ, đi xin việc làm cũng nhanh, rồi nói tóm lại em làm gì cũng cảm thấy là như mấy cô, mấy chú, mấy anh chị ở đây rất là vui vẻ, nhiệt tình với mọi người ở đây. Rồi thường làm vậy là bao lâu chị mới lấy được giấy tờ? Một chút xíu làm khoảng 15-20 phút là xong à. Trong năm 2014, huyện đã tiếp nhận 132.078 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn gần 131.700 hồ sơ, đã giải quyết rút ngắn thời gian 389 hồ sơ. Các hồ sơ còn lại đều đang trong thời hạn giải quyết. Riêng bộ phận một cửa cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 6.000 hồ sơ. Vào những ngày cao điểm, huyện tiếp nhận hàng trăm bộ hồ sơ. Cuối ngày đều phải thống kê và phân loại, chuyển cho các phòng chuyên môn ngay trong ngày để tránh nhầm lẫn và trả kết quả đúng như giấy hẹn với người dân. Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính trong năm qua ở Trảng Bàng đã có những tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, Trảng Bàng đang tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ công chức các cấp về công tác cải cách hành chính nhà nước, tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiếp tục hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các xã thị trấn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban Nhân dân huyện. Quý vị và các bạn vừa xem xong phóng sự Trảng Bàng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Chương trình thông tin từ huyện do Đài Truyền thanh Trảng Bàng thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.